Hello, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại. Ok, hôm nay chúng ta tiếp tục với ARK. Rồi, hôm nay lại hứng hứng anh em ạ. Thật ra là cái video mà hôm qua tôi đăng ấy, là tôi quay từ 5 ngày trước. Nhưng mà hôm qua mới đăng. Hôm qua lại đọc được cái comment là hóng mãi, hôm nào cũng hóng. Thành ra là tôi lại động lòng anh em ạ. Có mấy anh em bảo là hôm nào cũng hóng video. Thế mà tôi lại là lười làm video, thành ra là cũng có cái gì đấy gọi là áy náy anh em ạ. Nên hôm nay là có cái sự cao hứng ấy. Hôm nay chúng ta sẽ vào ARK với cái mục tiêu là tôi nghĩ là tôi sẽ đi bắt con hải ly. Bắt con đấy vào để mà còn nhờ cái con đấy đi lấy gỗ anh em ạ. Nó có thể là đi chặt cây farm gỗ. Hay nói đúng hơn là nó cắn anh em ạ. Con đấy nó cắn cây. Rồi bây giờ thì anh em biết là tôi vừa bắt được con mo chóp anh em ạ. Con mo chóp hôm trước có bắt được một con nhưng mà nó chết toi rồi. Con này tôi bắt vừa để mà nó farm trái đen anh em ạ. Bây giờ tôi đang ra đây uống nước. Thì cái nguồn nước nó cũng không thực sự là xa đâu anh em ạ. Nhưng mà con chim nó bay chậm. Ừ, nó bay chậm kìa. Đấy. Thì video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi bắt hải ly à. Nếu mà gặp trên đường bắt hải ly mà có gặp cái con gì đó hay ho ấy thì tóm luôn, bắt luôn. Đấy. Tôi đang farm trái cây anh em ạ. Đây. Video thì cũng có mấy anh em góp ý là nó dài quá. Thì đoạn nào mà cảm thấy nó nhạt nhẽo thì anh cắt bỏ đi. Đấy, chung quy là cũng có khá nhiều anh em bảo tôi nên làm như vậy. Nhưng mà căn bản là tôi nghĩ là cái YouTube thì nó có cái tính năng tua video mà. Thế thì tôi nghĩ là anh em không thích đoạn nào anh em tự tua. Đấy. Thành ra là tôi cứ nghĩ như vậy. Thành ra tôi cũng không cắt video bao giờ cả. Đấy. Nhưng mà từ hôm nay tôi nghĩ là những cái đoạn nào mà nó vớ vẩn quá thì tôi sẽ cắt bỏ đi. Đấy, nó là như thế đấy anh em ạ. Thật ra thì tôi cũng không có nhiều thời gian lắm. Với lại tôi cũng không có trình edit anh em ạ. Nói chung là một người rất bình thường, nếu không muốn nói là yếu kém về mọi mặt. Đấy, chia sẻ với anh em một chút là thật 7 giờ tối đi làm về nhà, mở cửa phòng chứ. Là cái việc đầu tiên tôi về nhà tôi thường là tôi sẽ bật cầu dao máy bơm nước anh em ạ. Để mà đi tắm ấy, mà nhiều lúc mệt. Vừa bắt được cái cầu dao xong nằm luôn ra nền nhà, nhắm mắt một phát, mở mắt ra từ 7 giờ làm phát đến 12 giờ đêm. Uầy. Xong cái là vội vàng lâu dãi. Anh em chắc là anh em đi ngủ, tôi đi ngủ tôi hay chảy dãi anh em ạ. Ừ, tất nhiên là không chảy nhiều đâu. Mở mắt phát là 12 giờ đêm luôn. Chưa tắm chưa ăn, đấy, mệt quá ngủ luôn mà. Dậy vào đúng cái lúc hơn 12 giờ đêm mà lại lọ ngọ đi tắm nhá, đi tắm xong rồi lại đi xuống bếp xem có gì ăn không. Sau đó là cầm bát cơm lên phòng thì đây, xem có game gì hay ho, có tin gì hay ho, rồi chơi một lúc xem một lúc xong lại mệt lại ngủ một phát đến 5-6 giờ sáng anh em ạ. Cuộc sống nó chỉ có như thế thôi anh em ạ. Cái hôm nào mà tôi làm video là tôi cố gắng tôi không đi ngủ anh em ạ. Như là hôm nay là tôi không có đi ngủ đâu. Hôm nay là tôi làm video vào lúc thường là từ 2 giờ sáng đến 4-5 giờ sáng, nó sẽ nằm trong cái khoảng đấy anh em ạ. Làm video cũng mất thời gian lắm. Căn bản là mình chơi mình còn phải bình luận, nghĩ cái này làm cái kia là nó cũng mất loanh quanh 1-2 tiếng gì đấy. Rồi bây giờ thì anh em để ý là có gì đó nó khốn nạn không? Cái khu cũ của tôi rất là ngon, rất nhiều cây cỏ ấy, mà qua cái khu mới này một cái thôi anh em nhìn tôi cưỡi mo chóp tôi phải chạy đến từng bụi cây mà nó mọc cách nhau khoảng mấy mét. Farm từ nãy giờ không được bao nhiêu anh em ạ. Ở đây tôi trình bày một tí là tôi đang cưỡi mo chóp để mà farm thu hoạch cái trái đen để làm thuốc mơ. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ đi săn. Rồi ok, cái đoạn này cắt luôn đi cho nhanh. Ok. Alo. Alo anh em còn ở đây không? Vừa nãy tôi dừng bình luận thì farm một lúc. Đấy, farm một lúc xong về nhà thì chợt ngộ ra là phía dưới nhà mình là có một đống cái cây tre. Mà tại sao? Ôi, tôi cắn nhầm vào con này rồi. Không sao anh em ạ. Mà con này level cao, tôi đang định bắt anh em ơi. Ôi, con chim nó đánh kìa. Ở đây, ở dưới này rất là nhiều cây nhá. Có mấy cây tre nhiều kinh. Mà tôi cứ farm ở phía trên nhà, tôi không mò xuống cái chỗ vách đá này. Đấy, bây giờ lại mò xuống đây để mà farm. Tôi nghĩ tôi bắt luôn con Ankylo nhỉ. Ankylo tôi có một con mà tôi để ở nhà cũ rồi. Con này bắt nó cũng không khó nên chắc là tôi sẽ bắt nó luôn đi. Đây tôi lấy tân mơ này. Nhanh mà, con này
Còn này được cái là anh em bắt được, anh em cho nó trái cây rồi cứ bỏ đó rồi nó tự ăn rồi tự xong rồi. Nó không có tụt mơ nhanh. Ừ, nói chung là con này sức đề kháng nó kém. Mà nhắc đến tụt mơ thì có con hải ly hôm nay tôi bắt là con đấy là tụt mơ rất là nhanh nhá. Tôi dự tính là tôi sẽ chớ khoảng chắc là 60 đến 70 cái lọ narcotic, lọ thuốc mơ ấy. Thì không biết là có đủ không, tôi nghĩ tôi sẽ bắt con nào tầm level 50. Mà trước tiên là xử lý con này đã. Hôm sau chắc cố gắng bắt con bron to nhỉ. Bắt con đấy vợ farm cho nó đã, quất một phát. Ui xổi, 3000 trái cây. Trái cây nó là biển cả luôn. Rồi này, thanh niên này có vẻ như là đã phơ thuốc rồi, đang đấy anh em thấy sức đề kháng rất kém. Rồi hắn xỉu luôn rồi. Nào để xem nào có trái tím không. Có anh em ạ. Hơi chán cái là bản máy tính nó không có cà rốt anh em ơi. Bây giờ farm được cà rốt thì ngon. Cà rốt ở bên mobile anh em biết là hái tay nó cũng rơi ra, tỷ lệ rơi ra chắc rơi ở khoảng tôi nghĩ là khoảng 20%. Tôi hái nó cũng rất là rơi ra khá là nhiều ấy. Ở cái mức 20% chắc là cũng đúng. Ở bên này cà rốt hái nó không ra đâu, nhưng mà ở một số bản đồ thì có thể là đi trộm được, đi thủa được. Như là Ragnarok là nó có mấy cái ruộng cà rốt ở bên gần chỗ mấy con Giga, cái khu cao nguyên Giga ấy. Rồi bây giờ tôi phải farm tiếp anh em ạ. Vừa mới xuống chưa farm được bao nhiêu thì cắn ngay vào cái con mò chóp. Đấy, rất là mệt. À con ăn kilo chứ. Ở ăn kilo. Nửa đêm và làm video thật lú hết cả đầu. Ban ngày thì tôi hầu như không chơi game anh em ạ. Ít chơi game ban ngày, căn bản nóng. Khổ, đầu thai vào cái nước nào, đầu thai vào cái nước Việt Nam. Tôi không phải là đang chơi trách mà đang bảo là đầu thai vào nước Việt Nam ban ngày chơi game nóng. Hôm nào mà nó lên đến tầm 30-40 độ thì anh em mở cái máy lên chơi game thật. Chơi game mà toát mồ hôi mà. Ok, farm được khá là nhiều. Dưới này cây có vẻ nó nhiều hơn, phải gấp tầm 5 lần nhỉ. Dưới này tôi thấy cây nó phải nhiều gấp tầm 4 đến 5 lần chứ ở trên kia ít. Đấy. Uầy, nhìn mấy cái cây tre gặm phát là gãy luôn. Nhanh nào, sắp xong rồi anh em ạ. Tôi đang ở trong cái giai đoạn cuối đây. Anh em thấy là tôi làm rất nhiều thịt thối và farm được rất là nhiều trái đen. Đấy, tôi đã kiếm vào cực kỳ nhiều trái đen ở khu ở gần nhà tôi, là tôi thu hoạch là gần hết rồi đấy. Hôm nay anh em thấy có gì khác biệt không? Hôm nay tôi bỏ cái tủ ở trong nhà ra bên ngoài rồi. Đấy, thì cái đoạn đấy thì tôi còn đang phân vân nên cắt bỏ hay không. Mọi khi là làm video là cứ kiểu chơi trực tiếp đăng lên luôn mà, có cắt hay là edit cái gì đâu. Hôm nay là đang suy tính là đoạn nào nên cắt bỏ, đoạn nào nên đăng lên. Đấy. Thôi rồi. Có vẻ như là xong xuôi rồi đấy. Đợi một chút để mà làm thuốc mơ. Thôi lên đường anh em ạ. Tất nhiên là tôi sẽ đến cái hồ rồi, cái hồ nổi tiếng của mấy anh hải ly. Ừ nhờ, với lại là vừa nãy tôi có xem qua anh em ạ, để mà làm cái yên cho con hải ly và cái con gì nhỉ, con tơ giác, đúng rồi, con tơ giác hôm trước tôi bắt, để mà làm cái yên cho hai con đấy nhá, thì mỗi con một cái là sẽ mất khoảng 160 xi măng. Đấy, bây giờ tôi ra cái hồ xem vận may như nào anh em ạ, không đủ xi măng là sắp mặt đấy, là không làm được cái yên đâu. Đây, cái hồ ở đây rồi, cũng khá là gần nhà tôi, cũng khá gần. Không tệ, có hai tôi tình hình là tôi thấy là có hai cái tổ hải ly anh em ạ. Không cần nhiều, chỉ cần 160 xi măng thôi. Đấy. Để tôi xử mấy cái thằng vớ vẩn này trước anh em ạ. Mấy cái thằng trẻ trâu này. Đấy, mấy anh Zilofo. Nào. Ồ. Có con Pian nha, hai con luôn. Để tôi lấy con chim tôi giết nó anh em ạ. Đâu nhở? Ở kìa. Đâu rồi? Thật anh em thấy gai không? Tôi lấy chim ra chạy con cả đít chả thấy đâu kìa.
À đây 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 đây. Ôi không chạy thì thôi chết đi chứ còn gì nữa. Chim hôm nay được ăn cá anh em ạ. Đây, hôm nay đại bàng chúng ta là đổi khẩu vị. Hôm nay không có ăn thịt khủng long nữa, ăn thịt cá. Anh em thích ăn cá không? Ăn cá thì nó cũng bình thường thôi, đến thịt cá hay là thịt con nào đấy nó cũng đều là thịt cá thôi. Có điều là nó gia vị, mùi vị nó có khác một tí thì cũng không tính làm gì anh em, đều là thịt cá. Mỗi tội là ăn cá thì tôi sợ nhất là xương anh em ạ, xương cá, có nhiều loại cá cái xương nó rất là khó lọc ra, ăn nhiều khi là mắc vào trong răng miệng rất là mệt. Rồi ở đây tôi đã lấy được một cái tổ rồi anh em ạ. Để tôi dụ mấy con hải ly lên đây. Ba con luôn. À được cái nhở. Anh em có tin không? Anh em có tin là ba con hải ly này đều là ba con dưới level 50 không? Tôi nghi lắm. Hy vọng là không phải là như vậy. Cả ba con hải ly đều là level 16 thì thôi. Thật. Ui, nhanh vậy. Tôi đang định là lấy cái gỗ anh em ạ, khổ. Cái gỗ vừa nãy tôi bị nặng tôi vứt ra ấy. Anh em biết là ở chỗ khu nhà tôi là gỗ thì có nhưng mà nó X farm nó là một anh em farm nó lâu quá. Ui. Ui lại nặng rồi. Ôi nhanh. Tôi sẽ tìm cách tôi nhặt lại mấy cái gỗ kia. Tôi thì bị nặng nhưng mà nếu mà tôi vứt vào con chim thì nó vẫn chứa được gỗ. Có vẻ như là hết rồi đây anh em ạ, chỉ có 2 tổ thôi. Wow. Ở đây là chúng ta là thấy rằng là có một cái thính nhưng mà nó chưa xuống. Bây giờ tôi chăm lắm anh em ạ, chơi cái chế độ mà chỉ số nguyên bản ấy. Chơi nó kiểu nó sao, tôi phải nói sao về cái series mà tôi đang chơi. Cái series tôi đang chơi thì như anh em đã biết là nó là series thông số nguyên bản, tức là chỉ số trong game tôi sẽ để nguyên mặc định. Nó sẽ là mặc định hết tất cả. Tôi chơi series này tôi có một cái cảm nhận là nó khá là khổ dâm. À tôi nhớ ngày xưa tôi chơi phải cả 16 ấy. Ê hey, con này rồi, con này level cao nhất rồi. May anh em ạ, ba con thì còn được một con. May đấy. Để tôi tìm cái khe đá là tôi vứt nó vào. Tôi nói tiếp vừa nãy là tôi nhớ ngày xưa tôi có chơi bản mobile, ARK Mobile, tôi có một cái series sống chậm, đúng rồi. Đúng anh em ạ, đúng hai cái chữ này. Series sống chậm. Không biết anh em nào còn nhớ cái tên này. Series sống chậm có nghĩa là chơi chậm, không chơi nhanh. Đấy. Tôi nghĩ là series này thay vì gọi là thông số nguyên bản thì cũng có thể gọi là series sống chậm. Mà tôi đang thấy rằng là con hải ly nó leo được lên cái vách đá anh em, mà tôi nghĩ là tôi sẽ thả nó ra chỗ nào xa xa một tí đi. Đây bay ở đây vậy. Chắc là mấy con hải ly kia nó tha rồi, chẳng lẽ là nó di ra như vậy. Đây ở đây luôn đi. Ờ nó còn không ấy kìa. Ố nó không đánh mình kìa. Hay nhở. Ờ cái game này như là không đánh nhau một thời gian là nó tự gì ấy. Cho dù là ở gần nhau. À không đúng lắm anh em ạ. Là như nào nhở. Con hải ly này từ nãy giờ là nó ở gần tôi mà. Thôi bây giờ nó không đánh nữa. Là sao? Tức là cái game này. Đây tôi ném bola tôi bắn nó thôi. Tức là sao nhỉ, cái game này là chúng ta ở xa không nhìn thấy nó nữa thì nó sẽ tha, nó không đánh nữa. Hay là chúng ta ở gần nó, đấy, cả hai vẫn nhìn thấy nhau nhưng mà không đánh nhau một thời gian là nó sẽ không đánh nữa, nó tha. Là sao hả anh em? Cái game này là nó hoạt động theo cơ chế nào? À chạy à? Ôi gớ. Bắn một phát và đít nằm luôn kìa. Rồi con Ankylo ở nhà là có vẻ nó đang khá là an toàn rồi. Tôi sợ nhất là cái kiểu đi xa nhà anh em ạ. Đi xa nhà, ở nhà lại bị con trồn, con sói nào nó cắn trộm thì... Tại vì ở nhà tôi là tôi chưa xây hàng rào, thành ra là nó cũng hơi... hơi mệt. Hay bị cắn trộm lắm, hôm trước ở mắt con mò chóp rồi. Ui anh em thấy nó tụt cái turbo nhanh không? Cái chỉ số gamer ấy. Con này sức đề kháng rất là cao nhá, này nó tụt gamer này, tôi phải đứng lên tôi bón cho nó à. Ôi con này bắt không có kíp bồ là... phiền phức rồi. Ở đây tôi chỉ có vài lọ narcotic thôi. Chỉ có vài lọ thuốc mơ thôi. Tí nữa tôi sẽ tranh thủ tôi nghĩ là bây giờ đi.
không đủ thuốc mê anh em ạ. Tôi sẽ bón cho nó uống hết. Tôi sẽ chạy thật nhanh vào nhà để tôi lấy. Chắc là từ nãy giờ chắc cũng chớ được khoảng 50 cái lọ thuốc mơ rồi. Bắt con này vất vả đấy. Con này có hai nhá. Bây giờ có hai cách. Một là chỉnh sửa thông số game, là chỉnh cái tốc độ timing lên gấp 2, gấp 3 đấy. Nhưng mà tôi đang chơi series thông số nguyên bản nên là tôi sẽ không làm như vậy. Còn cách thứ hai đó là làm keep bồ. Làm keep bồ thì tôi chưa bao giờ làm anh em ạ. Ngày xưa chơi bản mobile thì cũng chả làm keep bồ bao giờ. Toàn mua bằng amber. Ôi giời, chắc là vài hôm nữa là phải tìm cách làm keep bồ thôi. Rất là khó khăn anh em ạ. Đây, đỡ gỗ vào trong. Tôi nghĩ là tôi sẽ đỡ gỗ vào trong con tơ giác đồ cắt vào đây. Rồi. Đây rồi, 51 lọ. Thôi quay lại thôi. Tôi lấy thêm tên 10 anh em ạ. Nhớ mày đi săn con nào đấy. Biết đâu trên đường lại gặp con nào đấy level cao lại khoái khoái. Tôi có cảm giác như là tỷ lệ gặp thú max level nó sẽ rơi vào khoảng 5%. Hiếm thật, chưa giờ gặp con nào thú max level ở trong cái bản đồ đới lần này. Mà cái level hay gặp nhất là level 16. Cay thật. Ôi con T-Rex kìa. Nhìn nó có chán không? Nào để xem cái thính này nó cho gì đấy. Tập này à? Ui giời ơi, chán không muốn nói luôn. Mà anh em nhìn cái thời tiết đi. Tôi trốn vào trong rừng cho nó có gì đấy nó gọi là mát mẻ anh em ạ. Chưa nhìn cái bầu trời cam cam này nhìn nóng nực quá. Thật. Thật sự rất nóng nực. Lại thính. Chạy qua lấy nhở. Xuống rồi hay sao ấy. À đây rồi, xuống rồi. Ở bên này thì nó không có cái kiểu như là bên mobile là chúng ta đi lấy anti-fake đổi đồ trong trong mấy cái trụ obelisk ấy. Bên này đi kiếm đồ chỉ có thể đi gacha từ mấy cái thính này thôi. Mà nó cho toàn đồ cùi anh em, mà bực mình thế. Chả bao giờ nó cho kiểu như là mấy cái đồ mình cần như là súng hay là gì đấy. Mà súng thì chắc gì nó đã cho mình súng long nách. Thật chán lắm. Thành ra bên này có khi là tôi nghĩ là đi farm alpha. Ừ đúng rồi, đi tìm săn mấy con alpha giết nó là lấy đồ. Mà mấy con alpha nó cho đồ nó cũng chỉ cho mấy cái nhất định như là nỏ này. Ừ tôi thấy nó hay cho gì cúp sắt với lại nỏ. Còn mấy cái như là áo giáp thì phải đi lấy thính. Là quay anh em ạ. Ở đây tôi slow mo anh em ơi. Này, con này nó mà không slow mo thì hiện tại tôi không còn cách nào để mà bắt con này. Bởi vì nó lâu quá anh em ạ. Thời gian nó là một cái vấn đề đấy. À. Tôi đang có một cái ý nghĩ anh em ạ. Có vẻ nó không đủ. Ôi trời ơi, tôi sợ là không đủ narcotic rồi. Thế này, bây giờ mà lại đi thu trái cây, trái đen á. Bây giờ lại đi farm trái đen rồi, đi vờ chớ cái thuốc mơ thì không thể nào mà kịp anh em ạ. Chỉ còn một cách nữa là chạy ra ngoài biển tìm sứa, giết lấy biotoxin. Biotoxin là cái nọc sứa nó gây mơ anh em ạ. Mà ra ngoài biển hiếm lắm anh em ạ. Tí nữa tôi cố xem nào. Hôm nay có vẻ như là chúng ta đang đối mặt với một cái khó khăn. Thực sự là bắt được con này mệt. Nó sức đỡ khóa kháng nó khỏe anh em ạ. Con này. Ui thính đỏ kìa. Ui rồi. Thính đỏ anh em ạ. À ha ha ha.
Nào để tôi xem nào, thính đỏ nó có đỏ không? Hay là vận may là lại một màu đen kịp? Đỏ chét luôn hay là như nào đây? Ôi giời ơi, cái quái quỷ gì này, cái thứ tạo hóa quái thai gì này, chán anh em ạ. Mấy cái yên này phớ. Rồi con ăn kilo ở nhà nó vẫn ổn, có vẻ như là không cần là phải bón thuốc mơ cho nó. Anh em thấy hai con này nó khác nhau không? Một con nó bắn xỉu xong nó vứt ở đấy luôn mà, chỉ cần cho nó trái cây là nó tự ăn, nó không cần phải bón thuốc mơ. Nhưng mà riêng cái con hải ly này tôi thấy là 50 lọ, 51 lọ thuốc mơ của tôi là không đủ này. Bây giờ bắt con này là đang ở trong cái thớ mà nó rất là căng, tôi phải chạy ra ngoài biển để mà tôi tìm mấy con sứa. Đấy, quả thực là không đủ rồi anh em ạ, căng quá. Này thì lười không làm kíp bồ này, thử cho nó ăn trái đen xem. Trái đen có gây mơ nhưng mà nó chỉ lên được có vài điểm xong nó lại tụt anh em ạ. Ôi giời ơi, đúng thật là như vậy, không không ấy anh em ạ, không 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 hiệu quả. Phiền rồi đấy, phiền đấy, bắt được con này đặt nửa đêm ngồi chơi game gặp cái ca này mệt quá. Anh em nào gì, anh em nào có giỏi thì anh em chơi thông số nguyên bản nhá, chơi series sóng chậm giống tôi ấy. Thật ở đây toàn mấy ông, thỉnh thoảng kênh tôi lại có mấy thằng mà nó kiểu nó chỉnh thông số game cho nó dễ chơi ấy, tem thú nhanh, farm đồ nhanh, tốc độ nhanh, cơ thể nhân vật à, sức mạnh nhân vật, chỉ số nhân vật khỏe, chỉ số thú chỉnh tùm lum tùm la lên, chỉnh tỷ lệ rất đồ cao, chỉnh đủ thứ anh em ạ. Đấy, chơi thật, chơi thớ nó quá dễ anh em ơi, anh em phải chơi giống tôi, anh em chơi theo kiểu đấy rồi anh em lên khoe với tôi thì. Mà căn bản là tôi đang chơi để mà trải nghiệm nhở anh em nhở, chơi từ từ. Mình chơi speedrun làm gì, chơi nhanh để làm gì. Thật sứa thì chả thấy đâu, thấy con cá mập anh em ạ. Nhưng mà có vẻ có đấy anh em ạ, ở phía sau con cá mập là có 4 con sứa. Được đấy, nó tụt khá nhanh nhưng mà có vẻ như tôi vẫn có thời gian đấy anh em ạ. Tôi ít nhất là phải đi săn được một con vừa đã, để mà săn bắn một lúc 4 con thì sợ là không kịp. Tạm thời là một con đi à. À đây rồi, kinh quá nhờ anh em, nhìn mấy con manta kìa. Mấy con manta không lành đâu, nó cắn đấy. Mà mấy con đấy hình như là nó cắn xuyên giáp mà, bắn thì bắn không tới anh em ạ. Cá mập may mà nó không đuổi ra đây. Ờ con manta này thế nào đây, có vẻ như nó không để ý đến tôi. À, ôi, hết oxy. Không để ý anh em ạ. Lên bờ đứng đi xem nào. Vẫn còn thời gian nhưng mà không nhiều lắm anh em ạ. Khó chịu nhỉ, bắn mấy con này dưới nước nó. Ơ nó chạy à? Kìa, nó chạy kìa anh em. Quay lại, không được chạy. Ui khôn, khôn, khôn gì khôn vậy? Kìa nó chạy kìa, nó kiểu nó bơi lại gần tôi, tôi lên bờ cái nó lại bơi ra ngoài xa kìa. Thôi, quay lại đây, khổ. Đừng làm khó nhau. Anh em xem hôm nay tôi bắt được con hải ly không? Lặn lội chui xuống tận biển để mà săn mấy con sứa mà vẫn không bắt được con hải ly thì biết đâu tí nó đem được nọc sứa thuốc mơ vờ rồi lại một con raptor nào đấy nó hiện ra và nói anh bạn à, ui giời ơi khổ. Anh bạn à, anh bạn còn nhớ tôi không, tôi là raptor nè. Ủa ơi, anh ấy lao ra anh ấy vồ cho thì cả hải ly lẫn người là bay màu. Thôi bây giờ là tạm thời là săn một con anh em ạ, chạy vờ nhanh cho nó, cho nó an toàn, không nên liều anh em ạ. Nhỡ mày quá thời gian một cái thôi là ăn kíp luôn. À, mặt
con này mệt quá anh em ạ. Mệt quá mệt. Rồi, gần được một nửa rồi. Con quỷ này level 64. Nói thật chứ tập này gặp level mắt tôi không dám bắt. Bây giờ gặp con hải ly level 150, thật cho tiền cũng không bắt nổi. Sợ thật. Mới có level 64 thôi đấy. Tôi cảm giác như là tầm cỡ level 50 thì mình vẫn có thể là không cần keep bồ, chứ còn rơi vào cái tầm level trên 100-120 đến 150 mà bắt không có keep bồ thì nó đúng là cái kiểu, nói sao nhỉ, hai chữ khổ dâm to đùng luôn. Đấy. Ồ, lại có sát rồi. Chúng ta lại có tí sát rồi. Anh em nào chơi cái game này mà anh em chỉnh cái thông số farm nó lên x5 x10 ấy, anh em chỉ cần giết một vài con tách, một vài con khủng long máy là anh em có một đống sắt rồi. Thật chả thèm phải đi săn đi farm sắt trên núi làm gì cả. Nhưng mà tôi đang chơi thông số nguyên bản x1, vậy nên là farm cái con này nó cũng chỉ được có vài cục sắt, chẳng ăn thua. Rồi một thằng đi rồi. Ủa con kia chết rồi à? Ủa tôi tưởng là còn một con còn sống anh em ạ. Lúc đầu là tôi thấy có hai con thì tôi bắn chết hai con, nhảy xuống này thấy cái xác của con ngoài xa nữa. Ôi giời ơi. Đúng rồi anh em ạ, ARK biển này là biển nhân tạo mà, nó biển nước ngọt. Ừ nó là biển nước ngọt, cá nó bơi ngoài nó sống kìa. Cá sấu là hình như là nó sống nước ngọt mà anh em. Thôi xong xuôi rồi đi về rồi. Tôi nghĩ là chỗ này chắc đủ nhỉ. Đủ cho anh Hải Ly nhà ta tiêu xoái. Thật. Tính ra là cái anh này tuy là sức đề kháng cao nhưng mà cũng chơi nhiều đồ hơn so với những đứa khác, đúng không? Úi giời ơi. Chán quá anh em, không biết khi nào mua cái máy mới nhỉ. Hôm trước lại có anh em hỏi anh đang dùng máy gì. Thật cái máy của tôi đang dùng nó là máy tính từ đời tống từ bao nhiêu năm trước rồi, nó còn đang bị lỗi nữa. Bây giờ muốn mua máy mới thì cũng chưa mua được anh em ạ. Không biết bao giờ mới mua được. Anh em yên tâm là nếu mà tôi có mua máy mới thì chắc là còn rất là lâu. Lại có khi cái series này hết rồi tôi vẫn chưa mua máy mới. Anh em làm gì làm đừng có nghèo như tôi nhé. Nghèo như tôi nó khổ lắm anh em. Anh em xem nào. Đừng nghèo như tùy. Đấy. Chơi game với cái mức đồ họa như này thì nếu mà nhỡ may tôi ra đường tôi nhặt được 1 tỷ hoặc nhiều hơn, tôi mà có mua máy mới thì anh em yên tâm là tôi vẫn sẽ có thể là tôi vẫn sẽ có thể là chơi tiếp series này. Series này tôi nghiêm túc anh em ạ, chơi nó đàng hoàng. ARK máy tính nó có thể là lưu lại cái tập sell game ấy, có thể là lưu lại để mà chuyển nó sang cái máy khác, trừ phi là quên, chứ hầu như là các bạn có thể là chơi ở trên nhiều máy. Bạn nào mà chơi ARK ngoài quán net ấy, các bạn chơi ngoài quán net thì nó không cố định. Ui giời ơi, 116 112, bắt chưa? Ôi thôi, con mò chóp đi rồi anh em ạ. Con tơ giác không bị đánh, cứ con mò chóp nó làm cái gì ở đâu nhỉ? Sao nó lại bị đánh rồi? Tôi quay vào tôi thăm con này xem nó ở cái gì đấy. Thôi vẫn. Ôi trời ơi, thôi. Bực thế. 68 mà vẫn sót một con sói level 68, con khốn nạn. Thôi. Tôi quay về để mà tôi kiểm tra cái con Ankylo ấy, tại vì là sắp bắt xong rồi, chạy vào xem nó có thiếu thuốc mơ hay là thiếu trái cây không ấy. Tại vì tôi không nhớ là tôi bỏ bao nhiêu trái cây, sợ nó không đủ quay vào một chuyến thì như này đấy anh em ạ, khổ quá nhở. Cố gắng xây cái hàng rào mà không biết bao giờ mới giàu lên mà xây cái hàng rào cho nó an toàn. Con Ankylo đi rồi anh em, nó chết tỏi. Con chó này.
con tó này, con tó này. Có tối om tối sầm. Thôi quay lại chỗ Hải Ly vậy. Mệt lắm, buồn lắm. Đấy anh em thấy không? Quay về nhà một chuyến thì hai đứa ra đi luôn. Mò chóp chết ở đâu thôi, thực kệ luôn, không đi tìm thật. Hôm trước thì còn đi tìm đứa nào giết được còn báo thù chứ, tôi nhớ hôm trước là con Pulovia. À, nhân phẩm. Ui giời. Cạn lời. Anh em thấy tôi nhặt chắc cũng phải 5-6 cái thính rồi, nhặt cả thính đỏ, thính xanh, thính xanh lục, xanh dương, nhặt 5-6 cái thính chả được cái quần què gì, kiểu bức xúc anh em ạ. Mà chả biết làm như nào được, bất khả kháng. Nãy vừa ở nhà thăm nhà một phát rồi hai đứa ra đi. Ankylo với lại Mochop lần lượt ra đi. Chán lắm. Chơi game này nhiều lúc anh em mất bao nhiêu công sức nhỉ, mất mấy tiếng đồng hồ để mà bắt một con thú. Đúng không? Xong rồi biến cố xảy đến một cái nó bay màu không thở cứu vãn. Ở bên Mobi ấy, anh em căn bản là chả sợ thú chết, bởi vì là anh em có thể là tháo cái viên ngọc ra, thú mà chết thì anh em hồi sinh lại, anh em chỉ cần lưu trữ cái viên ngọc là được. Ở bên này không như thế anh em, bên này chết là mất. Bây giờ mà muốn giữ thú ấy, chỉ còn cách là cài mấy cái mod vào để mà có mấy cái mod nó có thể là hồi sinh lại thú khi mà chết đấy anh em ạ. Nó còn nhân bản luôn cơ mà. Các bạn tôi chơi mấy cái mod đấy nó không hay nữa, tại vì cái mấy cái mod đấy nó phá game quá, nó không hay nữa. Ở đây tôi đang solo mo 5 anh em ạ. Anh em tôi xin phép được solo mo, bởi vì nếu mà tôi không solo mo thì chính anh em là người bị hại, bởi vì anh em sẽ phải, à không nhỉ, tôi đang định nói là anh em sẽ phải coi tôi rất là mất thời gian bắt cái con này, nhưng mà thực ra tôi có thể cắt video mà. Mà thôi anh em ạ, chúng ta không cần phải làm khó nhau nhỉ. Ừ, anh em coi như là cái solo mo này chính là cắt video của tôi nhé. Ừ, solo mo cũng có cái giá của nó đấy anh em ạ, bởi vì là anh em biết mà, solo mo tức là cái thời gian trong game nó sẽ trôi qua nhanh hơn, thì hiện tại solo mo 5 là nó sẽ là trôi qua nhanh gấp 5 lần. Điều đó có nghĩa là nếu có con nào đấy nó lao và nó đánh tôi là cái tốc độ của nó nhanh gấp 5 lần bình thường đấy, nếu mà tôi não tôi xử lý không kịp là tôi chết chắc đấy. Đây là cái giá khi mà chúng ta solo mo đấy. Bình thường nếu mà anh em gặp thời tiết xấu thì anh em thường sẽ solo mo x100 để mà nó trôi qua nhanh hơn gấp 100 lần cái thời tiết xấu ấy. Nhưng mà đây anh em thấy là nếu mà anh em chơi chơi game mà trong cái quá trình đang bắt thú mà muốn game nó trôi thời gian nhanh hơn để mà bắt thú nhanh hơn thì cũng có thể solo mo, nhưng mà anh em solo mo tầm x5 hoặc là nhiều lắm là x10 thôi anh em ạ. Chứ nếu mà nhiều quá thì nó khó kiểm soát. Rồi xong anh em ạ. Ui dồi ôi, mày có biết là bao nhiêu công sức và thời gian và nước mắt để mà bắt được không. Rồi con này thật tu vi level 95 anh em ạ. Thôi vừa thôi anh em ơi, thế là mỹ mãn rồi. Bắt con này vừa là đây, tôi cố gắng tôi ngó cái đầu vào trong cái thính này. Ui dồi ôi, không được cái quần què gì anh em ạ. Thôi đi vừa. Được cái may mắn ngày hôm nay hai cái tổ hải ly là cũng kiếm được mấy trăm xi măng anh em ạ. Tôi không nhớ lắm nhưng mà tôi nhớ là hình như được tầm 300 xi măng đúng không? Là thừa để mà làm hai cái yên luôn. Bây giờ chỉ có lo thiếu sắt rồi đây. Nên tôi cái đoạn bay vờ này tôi thay vì là tôi bay vờ một cách bình thường và cắt cái đoạn nhạt nhẽo này đi, tôi solo mo luôn cho nó nhanh. Solo mo luôn. Đấy. Bay vờ cho nó nhanh. Chơi game mà nó nghe có vẻ phiền phức thật. Đâu rồi con đây gọi tờ giác nó vừa anh em, tờ giác. Vậy là tổng kết là hiện tại có hai đứa, tôi bắt hai con Mochop thì hai con chết sạch, và bắt một con Ankylo thì gần xong rồi thì nó chết. Đàn sói oan nghiệp thật, cái lúc mà đi tìm con sói thì đấy, tìm mãi mới được.
tìm mãi mới được con level tầm 100 mà bắt ấy. Vừa nãy gặp một đàn sói toàn 110, 12, 100 mấy. Nó vừa tận nhà nó giết, cày. Quẩy, vừa nãy anh em biết là tôi bị hư cái bộ đồ ấy. Ở đây lại hai con voi xuất hiện. Tôi nghĩ là hai con voi này anh em đoán được cái số mệnh của nó không? Nhưng mà tôi có khả năng tiên tri đấy. Tôi tiên tri là hai con voi mà tôi vừa soi ống nhòm vào là sẽ có một đoạn thời gian nào đấy trong tương lai là sẽ bị một cái con nhân vật nào đấy nó lao ra, nó cưỡi chim, nó cắn giết. Sau đó nó nhảy xuống, nó cầm rìu, nó farm lấy lông. Nó sẽ từ cái lông đấy nó sẽ làm ra một bộ đồ lông. Đấy, anh em thấy cái khả năng tiên tri của tôi nó đúng không? Anh em phải công nhận đúng luôn thì cãi nào được. Nhiều khả năng là tập sau anh em ạ. Vừa mất bộ đồ lại có hai anh voi ship long đến tận nhà thế này thì thôi nở đầu hôm sau, bây giờ lo làm cái yên nào. Nào nướng mấy cái cục sắt được có 8 cục anh em ạ. Đây anh em thấy 8 cục. Quá là ít. Làm rác quá anh em ơi. Mấy cái yên này tôi vứt hết luôn thì không thèm. Thính toàn đồ ra bây giờ vứt anh em ạ. Đồ ra bây giờ, đồ ra thì nó cũng gọi là có một tí chống lạnh nhưng mà không ăn thua. Không đáng cỡ. Mấy cái đồ lấy từ thính toàn rác cày. Ơi vứt nhầm rồi. À cái này tôi có thể là tôi lắp nó làm cái đường lên mái nhà anh em ạ. Lắp ở đâu cho nó. Thật ra là lắp một cái được rồi nhưng mà ở đây tôi hai cái tôi cứ lắp ở đây đi. Đấy. Một cái là được, ở đây thôi lắp hai cái luôn. Cái này cũng hay đấy. Này, có khi nào ông trời cố tình làm cho tôi không nói như nào cho nó hợp lý nhỉ? Không, vừa nãy tôi vứt nhầm đồ là cố tình để nhặt lại cái đống rác này. Tại vì cái đống rác này ít ra nó cũng có giá trị truyền đạt một cái thông tin nào đấy. Đấy, cái thông tin nào đấy nó vừa được truyền đạt đấy anh em. Đấy anh em xem như nào nhá. Khổ, đừng xem chùa. Đấy. Tôi truyền đạt rất là tự nhiên thôi. Đấy. Thật, trước nhà treo nguyên một cái biển gọi là đăng ký like thế này thì thật. Mà vẫn có những thằng xem chùa đây anh em xem. Con người ngày nay đạo đức nó xuống lắm, toàn xem chùa mà. Tôi không để ý lắm nhưng mà hôm trước lại có thằng nào nó kháy bẩn. Tôi đọc được một cái bình luận đấy. Tình hình hôm trước là video có một cái bình luận vẫn còn mà. Bình luận chắc là vẫn còn ở trên YouTube. Có thằng nó bảo là xem cao mà like ít vậy đấy. Cái này thì là chuyện của người xem, đâu phải là chuyện của thằng làm video. Bởi vì là người xem và người like là những viewer mà. Còn tôi liên quan gì, khổ. Cày. Anh em xem anh em không like là chuyện của anh em lại quay ra hỏi ngược lại tôi là sao mà mày ít like vậy. Nghe nó có chút đắng lòng anh em ạ. Ừ, có chút đắng lòng. Ở đây thì anh em thấy là tôi chả đủ sắt. Nhưng mà tôi sau khi một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định làm yên cho cái con Hải Ly. Tại vì tôi sợ con tơ giác nó không farm được trái cây ấy, nên là tôi làm cho con Hải Ly. Bởi vì tôi biết là nó làm được, nó farm được trái cây và gỗ. Con tơ giác thì ngày xưa tôi từng bắt nhưng mà tôi không nhớ nữa anh em. Tôi chỉ nhớ là con tơ giác nó cưỡi được thôi chứ chả nhớ nó farm được cái gì cả. Con tơ giác farm được cỏ không anh em? Chả nhớ nữa. Lâu lắm rồi không bắt. Đấy, con này thì được cái là có thể là vừa chạy vừa gặm anh em ạ. Đấy, sức đề kháng cao là chúng ta có thể là vừa chạy như là vận động viên marathon, vừa chơi cỏ cắn đồ rất là khỏe. Đấy. Tôi đi một vòng cái cho nó hôi khói. Nhiều đấy. Nhiều gấp mấy lần con mò chóp anh ạ. Con mò chóp nó phải dừng lại anh em. Mỗi lần nó cắn cỏ là nó phải dừng lại, nó cắn một phát. Con này nó vừa chạy vừa cắn luôn mà. Kinh. Farm được cả gỗ. Để tôi đi một vòng và tôi vờ. Cũng phải đi cắn một lúc anh em ạ. Thành quả cả coi như là từ nãy giờ. Ôi xòi.
tôi thường là tôi quay video chắc là giờ khoảng 30 phút đến 40 phút, mà hôm nay bắt con này lâu quá anh em ạ, thật. Sợ thật. Ngày xưa thì ngày xưa tôi nhớ có những video lên đến hơn 2 tiếng anh em ạ. Nhưng mà tầm này kém rồi, tầm này thật video còn chả đăng, thật mấy hôm mấy tháng mới đăng một cái video. Tôi cũng chỉ định là làm tầm 30 đến 40 phút. Mà cái video bắt con này lâu quá, tôi cố gắng lắm đấy anh em ạ. Thật anh em xem nào, bớt xem chùa nhá. Thật anh em xem đạo đức của anh em tự vấn lòng nhá. Lòng của anh em xem nào. Rồi, hôm nay sau một quãng thời gian cố gắng thì tạm dừng ở đây. Bye bye anh em, bye bye.